Linh. Sâm Ngọc Linh Cơm Tâm. Này là tủ rượu. Ở trong có con cá sấu, hai con luôn. Hai con cá sấu luôn. Này cá sấu thiệt hay gì anh? Cái da cá sấu thiệt á. Cái da thiệt. Cái da thiệt, da cá sấu thiệt. Đó, nó có cái đường cắt ra lấy thịt ra đó. Này kêu là ngựa gì thao? Hải mã của hoàng cử con kêu là, Ngô Dương. Kêu là bạch mã hả? Bạch mã. Cái này nó ánh ánh là cái gì ta? Bạch mã, ngựa trắng. Coi cái nhà đẹp luôn nè. Hồ phun nước nữa mà. Đằng kia có cây cầu qua nữa. Bộ bàn ghế. Bàn ghế này dữ luôn. Bộ bàn ghế này bữa ông nói là nguyên tấm, bữa ông nói mấy tỷ? 4 tỷ hay gì. Con cua. Con cua. Bàn ghế này hình như bữa 12 con cua hay là 9 con ta? 1, 2, 3, 4, 10 con, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con cua. 10 con cua. 12 con hả? Đây cái 2 con hả? 12 con cua hả? Mình nó có 4 à? 4, 4, 8 với này, 2, 4 là... 8 với 2 là 10. Không? Có hai con nữa. Hai con nó bỏ đâu rồi? Vậy là gốc rồi. Có một con à. Vậy là 11. Đã làm cái này cũng công phu dữ ha. Làm y chang thiệt luôn. Y chang thiệt luôn ha. Nè coi cái răng của nó nè, làm rất là giống thiệt luôn. Cái răng của nó nè. Đừng chụp cho tôi bữa hình ngồi gõ con cua được rồi. Rồi. Đứng ở đâu đây? Anh sao lấy chữ Tân Quy Viên luôn hả? Rồi. Bộ bàn ghế 11 con cua hả? Sao lẻ hả? Có con nào đi chơi chứ về không? Cái này nguyên tấm à. Cái cây này chắc phải bự dữ lắm ha. Không, cái tấm này nhìn đẹp hết rồi. Cái này cũng đẹp luôn hả? Con cua nhìn ngầu không phải không? Cái này đưa lên mạng cái năm nay là đưa được Tăng Nguyên Viên lên à. Khỏi hình Facebook là được. Cái bộ ghế gì mà ở sau lưng nhìn mới đẹp. Chân rồi đủ chân luôn chứ bộ phải không? Ừ. 8 cái chân thiếu 2 ngoe. Phải không? Cua này bị không có ngoe rồi. Có 8 cái chân 2 cái càng không nghe gì. Đủ 10 cái cua của ta rồi. Có cái ngoe bơi nữa. À? Có 2 cái ngoe bơi ở sau sau đít đó. Sau đít thì là một con có 4 cái ngoe à. Một con 4. Vậy là 3 cái chân 1 cái ngoe hả? Ừ, 3 cái chân cái ngoe này ngoe. Cái ngoài bơi phải không? Bơi đó. Rồi sao này là nó làm thành cái chân luôn rồi. Rồi làm thành cái chân luôn rồi. Này bộ rồng gì chưa nhìn ra. Gì mà có rồng. Con này là kỳ lân hả? Rồng, lân, phượng hoàng, con quy, cá nữa. Là long. Long lân quy phụng hả ta? Đi đây nhà đường luôn. Khuôn làm bánh. Khuôn làm bánh. Khuôn làm bánh bằng gỗ.
này lâu đời quá nó bị nứt luôn. Này đầu cổ đó, đầu cổ da. Đầu này là khai thiên lập địa đó hả? Từ ngày đầu nứt hết trơn. Mấy cây gỗ này xưa làm nè, mấy khuôn bánh, khuôn này bự quá ta. Chưa thấy bánh bía nào mà bự cỡ cái này á. Đinh nó hồi xưa đó, đinh cúng trăng nó được. Mấy cái này cái gì anh không? Này kêu là gì anh không? Đá. Đá gì mà 13 ký 3, 27 triệu 930 ngàn. Đá này. Cái này chắc nguyên cục đá vậy người ta đục ở trong ha. Đẹp không? Ủa cái này giống ghép lại quá anh không? Dạ, nó có đâu nguyên cái tay vậy. Không giống mấy cái miếng nhỏ trên đó là dán lại hay gì á? Ừ. Chứ nó đâu phải là nó. Thì nó người ta dán lại nhưng mà. À, màu tím à. Còn miếng này giá khủng thiệt. 108 triệu 150 ngàn 51,5 kg. Thôi ở ngoài nhìn nó xấu xí ghê không? Ngoài nhìn nó đen như cầu thang ra mà đục ra nó mới đẹp. Ừ. Như cầu thang vậy ha. Nguyên khối của người ta đục ra ngoài là đá gì đó. Chiếc Vespa đâu? Này đời hồi xưa cổ lắm rồi. Giờ không biết chạy được không? Được, đổ xăng rồi chạy thôi. Không biết có cục máy chậu không? À, rồi chạy. Rồi, 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 mất tiền lắm đó nha. Đi, cái đồng được. Cái đồng đẹp ghê không? Cái đồng, đằng kia có hai cá thiệt kìa. Không, mà cái đồng này bằng đẹp không? Cái này là bằng cái gì? Cá rồng. Cái rồng là đèn. Cái này nó bằng cái gì mà vàng vàng vậy ta? Oh, con cá rồng. Con này rất dài 2 mét mấy luôn á. Bên đây chiếc xe Mobilet hả? Xe đạp mà có máy hả? Mobilet rồi, công tử Bạc Liêu cái đó. Đó, công tử Bạc Liêu chạy xe này đi thăm ruộng hả? Đều hát mà, đều hát mà. Rỉ xét hết hả? Sao có hai cái túi nữa. Hai cái túi này để đựng đồ đi phượt nè. À, cái này là thời công tử Bạc Liêu nè. Rồi. Rồi. Cái này lăn được ra. Lấy từ bên chiếc xe nó qua đây luôn được. Rồi. Hồ vô. Ngồi bàn ghế. Hồ cá rồng. Cá rồng mà nó có màu luôn nè. Này huyết long nè. Ừ. Này huyết long nè. Ừ. Này mắc tiền lắm. Ừ. Chơi hai con ha, một cặp song long. Này cá nó già quá, cái mỏ nó chề. Nó chề kìa. Vì hai con dưới rồi giữ rồi, dưới nó còn gì. Hai con này con cá chê cọp. Cá chê cọp à. Con này dài chắc 90cm luôn hả? À, biết lầm dữ nha. Con này mắc không ha? Mắc hả? Ừ. Này chú cho ăn ha ai? Rồi cho ăn khác nữa. Khác nữa hả? Này ăn chắc ăn ăn cá con quá. Dạ. Ăn mấy con cá con phải không? Cá ăn tép ăn gì? Ăn tép, ăn cá, ăn thịt, ăn cái đồ gì.
côn trùng rồi nó cũng ăn thằng lằn chuột rồi. Cái gì, cái xấu gì rồi con này con gì quên ta, củ sừng hay gì á. Nhà em cũng có con hồ giống vậy nè mà nhỏ hơn, không hoành tráng được vậy. Để đường hồ để mình cá cho em. Hồ này dữ quá. Hồ này bị dài đó, tính nó 2 mét mấy không ha? 3 mét luôn không? Làm cái tủ giống như cái tủ này làm kiếm rồi. Không, cái này là cái hồ kiến rồi mà nó ốp gỗ vô á. Gỗ ở ngoài. Ốp lên đường đồ như này không? Ở dưới là bồ lọc. Hồ này hồ lọc dưới mà. Bồ lọc. Này là gỗ mà nó khắc thành bức tranh luôn hả? Cá kiến không có thấy được. Toilet. Trời ơi con này dài cho hết 1 mét mấy quá. Con này bự hơn cá nhà hả? Ừ, bự hơn. Ngát rồi cái chơi. Đó nhìn không biết. Cái gì? Nè cái chơi bạch nó kìa thấy không? Cái chơi trắng. Đó. Con này dài chắc 1,5 mét quá, hơn quá. Con này bự hơn cá chơi nhà. Con này chắc mấy chục ký không? Mười mấy cái 20 ký quá. Nó hơi ốm à. Con nó có 20 ký. Cá chê. Cái này dòng họ cá chê. Cái con ú ú rồi con gì? Con này kêu hồng dí mối dịch hay gì nè. Cá này cá kiển mà. Cá hải tượng. Hải tượng. Thôi qua gần gần coi thấy cá hải tượng. Có một bạn rồi bán 3 con 120 triệu. 3 con hải tượng 120 triệu hả? Cá sấu. Cá sấu nè. 25 triệu con 120 chứ, hai con. Có giá vậy nha. Cá sấu mỏ dịch. Cái mỏ nó như mỏ của con dịch vậy. Không thấy con nào bự bự cái lõi hết á. Này. Cá hải tượng. Cái bụng nó màu trắng. Cái đuôi nó lên màu đỏ. Mấy con này nhỏ quá chưa lên màu hết. Ủa làm như nay ít ít làm sao á? Vì mấy con kia nó nằm ở trong nó kìa, dài dài trong kìa. Có mấy con hào hồng quân số không? Hôm nay thấy ít rồi, không thấy nhiều lắm. Tháp cây quay ba người đẹp lên luôn. ba người đẹp quay lên luôn được. Có cái cục gì ở đây nữa thôi nào. Cái cục gì mà 5 tỷ 940 triệu? Ủa ừ. 5 triệu 940 ngàn. Trời, hết hồn. Thôi bớt rồi, ta để đây hả? Bớt điện thoại thấy không? Bớt điện thoại chứ chứng minh rồi của khách người ta đi bị rớt. Để ra hồng lấy được hả? Hiện vật đánh rơi. Ai nhận lại chắc chắn là ở trong tiền là không có rồi đó. Sao không biết không có gì? Đi có ai mà cá này như cá Ali vậy. Làm hồ giống hồ cá biển ha, nước xanh xanh. Ê, hồ cá biển nè. Phải không?
dưới làm cát trắng nào. Nhìn giống cá rô quá, giống cá rô vàng luôn. Rồi đi qua thì đốt nhà. Đi qua. Đi qua.